Ta-ra! Bánh mới ra lò, rất là mềm, nhẹ và rất là xốp nha quý vị. Thơm lắm. Bây giờ Sarah và Tina chuẩn bị trang trí bánh ha quý vị. Thì ở nhà mình có trái cây gì thì mình xài trái cây đó. Tina muốn làm cái cách nào mà nó nhanh gọn lẹ nhất để cho quý vị làm cho nó dễ. Mình muốn chia sẻ như vậy chứ. Bắt bông kem đủ thứ loại thì mình cũng làm được, nhưng mà như vậy thì sẽ khó khăn hơn cho những người mới tập làm đó. Trước khi mình trang trí bánh, mình rửa thật sạch rồi mình lau cho nó ráo nè quý vị. Mình để đây để mình sẵn sàng cho mình làm bánh. Ngọt quá, blueberry này vừa to vừa ngọt. Đã quá. I love fruit. Muốn thử trái nho không? Có nó ngon không? Ngọt còn hơn là được. Chị từng thấy cái nho là ngọt như vậy. Tại vì mùa hè nó trái cây nó ngọt đó. Thì nó có đủ mà nó còn tươi nữa chứ. Bây giờ mình sẽ làm cái kem ở trong cái bánh trước nha. Bây giờ mặc dù mình làm bánh ở nhà nhưng mình cũng làm cho nó giống tiệm chút xíu đó quý vị. Thì Tina có mua ở đây một cái hộp Heavy Whipping Cream nha. Mình đánh cái cream này lên cho nó bơm đặc lại. Làm nhân đánh. Trước khi mình đánh cái này mình cũng để cho cái cream này cho nó thật là lạnh nha quý vị. Thì nó mau bông lên hơn. Cái cream này á thì tùy theo cái lượng bánh ấy, quý vị xài nhiều hay ít nha. Nó có size lớn hơn như vậy, gấp đôi như vậy, nhưng mà mình lấy cái size này là size nhỏ nè. How many ounces? Cái này thì nó là 16 ounce. Mình đánh cái kem này lên cho nó bông cứng. Nếu cái việc kỹ hơn, muốn cho nó bông cứng nhanh hơn á, thì cái que đánh này với lại cái khâu mà để đánh này mình nên để vô tủ lạnh cho nó lạnh. Thì tất cả mọi thứ cùng lạnh á, thì mình đánh nó nhanh lên hơn nha. Mình cũng đợi đánh một cái tốc độ vừa vừa thôi, mình không có cần đánh với cái tốc độ cao đâu. Cái gì mình làm cũng làm tốc độ vừa vừa thì nó ra nó sẽ mịn màng hơn nha. Độ vừa có nghĩa là nó cũng vừa vừa khá khá, chứ nó đừng có thấp quá thì nó sẽ lâu lắm nha quý vị. Đó, bây giờ nó đang dần dần nó hơi bắt đầu nó hơi đặc đặc lại rồi nè. Đó, nó đặc dần nè. Rồi bây giờ bắt đầu khi mà mình đánh bắt đầu cho nó hơi đặc đặc lại như vậy rồi, bắt đầu mình mới cho đường nha. Tại vì tùy theo khẩu vị của mỗi người ăn ngọt hay là ăn lạc khác nhau ha. Thành ra Tina sẽ nếm từ từ chứ Tina không có cho đường lên một lúc nhiều rồi mình không có biết được là nó sẽ ngọt hay là nó lạc. Tại vì mỗi lần Tina làm á thì tùy theo cái lượng bánh nhiều hay ít nhiều khi thì cùng ở nhà của mấy bé với đê á thì Tina làm nhiều lắm, cho nên mỗi lần như vậy Tina phải làm cái lượng nhiều lắm. Bây giờ chị hai cứ cho vô từng một muỗng canh như vậy cho em. Cho gạt bằng cho em. Mình cũng xài bằng cái đường bột nha quý vị. Cái đường mà hồi nãy mình dùng để làm bánh á. Cái đường này nó mới làm cho cái kem nó mịn được nha. Rồi chị hai cứ bỏ vô đi. Từng muỗng một. Thằng này nè. Không, từng muỗng một. Chưa. Mới đầu mình cho một muỗng trước. Mình cũng đánh cho nó hòa tan ha. Sau này mình cho thêm muỗng nữa. Cho thêm muỗng nữa thôi. Rồi. Em nghĩ chị hai cho em 3 muỗng đi. Rồi em sẽ nếm từ từ. Tại vì mình làm ở nhà cho gia đình mình ăn, mình muốn cho nó tốt, nó không có bị ngọt quá, mình không muốn cho nhiều nha quý vị. Cho nên mình mới cho từ từ như vậy, cái gì mình cũng cho từ từ. Nhưng mà tùy theo khẩu vị của gia đình mình, nếu thích ngọt nhiều mình cho nhiều, thích ngọt ít mình cho ít. Bây giờ
giờ Tina sẽ cho một miếng vanilla vô, tại vì vanilla đường này nó cũng có vị ngọt nha quý vị, cho nên mình cũng phải cho từ từ. Mình cũng không muốn cho nhiều, mình cho nửa gói thôi nha, nửa gói vanilla đường thôi cho nó có mùi thơm thôi. Bây giờ nó bông đặc dần lên nè. Mình cũng vẫn đánh với cái tốc độ mà vừa ở chánh giữa đó, tốc độ vừa vừa, tốc độ của mình đang đánh là số 4 nè quý vị. Cái máy cầm tay như vậy á, mình đánh ở tốc độ số 4 nha. Còn nếu mà cái máy của mình nó không có số thì mình cũng vẫn cứ đánh với cái tốc độ vừa vừa thôi, đừng có thấp quá mà đừng có cao quá. Tại mình đánh cao nó mau nổi lắm, nhưng mà nó cũng sẽ bị sốt, bị cứng lắm, nó không có đẹp. Mình đánh bây giờ bắt đầu nó bông lên rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ nếm nha. Để em nếm, để em để hai cái miệng. Nếm cây vừa chưa? Vừa. Yeah, good. 3 muỗng canh đường và nửa gói đường vanilla thì mình thấy cái vị nó vừa ăn rồi, và mình đánh lên nó mới vừa bông, vừa vừa thôi, nó chưa có cứng lắm. Bây giờ mình sẽ pha cỡ chừng một muỗng cà phê đó quý vị, cà phê rang rồi á, một muỗng cà phê vô đây ha. Xong rồi chị Hai cho em cái bột cacao, bột cacao không đường nha quý vị. Bữa nay Tina với Sarah muốn làm cái flavor là cái mocha. Cái vị của nó là mocha nha. Cái nhân ở trong bánh là vị mocha nha. Cà phê thường thôi, cà phê các chợ nào cũng có bán hết á. Mình chỉ pha một muỗng cà phê vô thôi, chứ không thôi nó nhiều quá nó sẽ đắng. Giờ chị Hai cho em một muỗng canh. Canh cái bột cacao không đường vô nha quý vị, để cho nó thành cái vị mocha. Vị mocha là vị vừa cà phê mà vừa cà phê mà vừa cacao đó, thì nó sẽ hơi ra nâu nâu và nó thơm thơm, ngon lắm, rất là dễ ăn. Người lớn cũng thích mà mấy bé cũng thích luôn, thơm lắm. Mình đánh làm sao mà cho nó đều lên và nó bắt đầu nó phồng lên như vậy nè ha, là được rồi. Mình đừng có đánh nhiều quá, mình đánh lâu quá đó thì cái kem này nó lại trở thành cái dạng nước. Mình đánh nhiều quá nó bị nóng quá thì nó trở lại thành dạng nước, giống như lúc đầu á là nó bị hư nha. Mình đánh vừa tới thôi nha. Đó, khi mà mình dỡ cái que đánh lên á mà nó đứng như vậy là nó tuyệt vời nha quý vị. Bây giờ đó là mình sẽ trộn sơ lại bằng tay ha, cho các hỗn hợp nó quyện lại với nhau á, nó hòa tan á. Đây nè, tại vì nó cũng còn chỗ hơi trắng trắng á, nhưng mà cái này mình đánh nó vừa tới thôi, xong rồi mình còn trộn thêm bằng tay nữa là nó đặc cứng lại là vừa. Đánh quá là nó sẽ bị nhão ra quá, nó bị chảy ra, nó tách nước á, là nó sẽ không có ngon đâu. Rồi, sau khi mình trộn rồi mình để đây ha, và mình chuẩn bị mình sẽ cho vào bánh. Thì như bình thường đơn giản á, là mọi người chỉ lấy con dao cắt ra làm đôi thành hai mảnh, nhưng mà Tina quen xài bằng cái này rồi. Cái này ở tiệm Michael á, như những tiệm làm bánh như tiệm Michael ở bên Mỹ này ở đâu cũng có hết á, thì nó là một cái con dao cưa để mình sẽ bánh ra cho nó được đều đặn á, nó có chân có số ở đây. Thì khi mà mình để cái size nào ở đây, ví dụ mình để số 2 phải không, đó mình để số 2 á, thì mình khóa nó lại, thì bên đây mình cũng phải để số 2, xong mình khóa nó lại ha. Mình làm như vậy nó rất là tiện, cái con dao cắt bánh này nó làm cho bánh cắt rất là đều
cái số 2 còn hơi thấp đó. Vậy là mình phải lên số 3 thôi. Số 3 ha. Mình thử số 3 coi vừa không nha. Số 3 là vừa lắm. Số 3 là vừa ngay chính giữa bán luôn nè. Đây, cho quý vị coi ha. Đó, số 3 là vừa ngay chính giữa cái bánh ha. Là mình sẽ đi như vậy. Tại vì mình làm ở nhà amateur đó quý vị, cho nên nếu mình có đồ nghề thì mình sẽ làm nhìn nó có vẻ thấy nó chuyên nghiệp hơn chút xíu. Nếu mà ai yêu thích làm bánh thì nên sắm cái này để mình làm. Những lúc mình làm thì nó sẽ giúp mình được rất là nhiều. Look perfect ha. Tức là mình để số 3 là vừa đúng ở chính giữa cái bánh luôn đó quý vị. Nếu quý vị không có cái con dao cắt này, quý vị cứ lấy dao ở nhà mà cái dao nào mà có răng cưa đó thì cắt bánh nó sẽ láng hơn. Và mình cắt, mình cũng canh ngay chính giữa. Nếu mà ai khéo đó thì mình cũng cắt chẻ cái bánh ra làm đôi như vậy cho nó đều đặn. Dao này là để đựng kem, để mình bắt bông kem, để mình làm bánh sinh nhật đó quý vị ha. Thì Michael's có bán nhiều lắm, hoặc là trong các chợ cũng có bán, chợ Mỹ cũng có bán nhiều lắm. Nhưng mà cái size nó nhỏ hơn, mà tại Tina hay làm bánh, Tina thích mua cái này, Tina mua trong Amazon. Cái size nó lớn như vậy để được được nhiều, Tina thích là được một lần được nhiều lắm. Ở chợ thì mình đến cái chỗ mà cái quầy nó baking nhá. Dạ, nó gọi baking needs. Yeah. Mình sẽ tìm thấy. Thì cái size nó nhỏ ha, mà vẫn xài được, nó sao hết. Tại vì Tina hay làm nên Tina dùng nhiều, nên Tina mua một cái roll đó nhiều lắm của Amazon thì nó là 100 cái bao này lận. Còn quý vị mua một cái bịch nhỏ thì thường thường nó cũng có được khoảng chừng 10 đến 15 cái bao plastic như vậy. Rồi bây giờ thì cái kem mình trộn xong rồi đó thì mình cho vào bao. Chị hay thử nếm lại cho mình cho cà phê với lại mocha vào như thế nào. Cho cà phê với lại cà cao vô. Về ngon lắm, nó không có quá ngọt đâu, nó chỉ là ngọt hơi hơi thôi. Nếu mà ai thích ngọt á thì phải cho thêm đường, phải cho thêm một muỗng đường nữa đó. Nhưng mà tại cái vị của gia đình mình như vậy là mình thấy vừa rồi. Yeah. Mình ăn thanh thoang, sao có vị hơi ngọt ngọt. Mình ăn cái kem, cái icing này mình lại thích đó. Hay là mặn mặn mà nó ngọt, mà ngọt ít thì ăn nó ngon. Và mình đi nè quý vị, mình đi từ chánh giữa nè. Quên không cho mấy vị, quý vị coi cái đầu thiết mình xài nè. Mấy cái đầu thiết để bắt bông kem á. Mua cái size lớn lớn một tí thì mình làm cho nó được lẹ. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Đó. Mình để vô vừa vặn thôi. Nếu mà muốn cái bánh cao hơn á thì mình cho nhiều hơn một tí. Tại đây mình cũng có dư kem đó. Bởi vậy Tina mới nói quý vị là cứ xài nhiều chút xíu cho nó thoải mái, nó dư để mình có nhiều một chút. Thì mình xài nó, mình cho được nhiều hơn thì cái bánh nó càng cao lên. Mình coi chỗ nào thiếu mình cho vô. Rồi, mình đặt lên. Đặt cái nắp nó trở lại ha. Tina muốn làm hai cái này chồng lên nhau cho cái bánh nó cao, nó nổi. Khi mà mình có cái buổi tiệc tùng sinh nhật hay là họp mặt gì đó, mình làm như vậy nó cao, nó sẽ đẹp lắm quý vị. Thì nếu mà mình muốn làm đơn, một cái bánh đơn một cái như vậy thì cũng được. Nhưng mà nó sẽ không có nhìn nó bắt mắt bằng mà mình làm hai cái chồng lên, nó mới là nhìn nó xôn. Tina cũng với Sarah cũng muốn chia sẻ cho quý vị, ai cũng chưa có bao giờ làm bánh hoặc là mới biết làm sơ sơ thì mình cùng chia sẻ với nhau, mình làm với nhau cho nó vui ha.
mình làm cho nhà ăn không có sao hết á. Nếu mà nó không có được đẹp lắm thì nó vẫn ok, nhưng mà gia đình của mình, chồng con hoặc là anh chị em, mọi người vẫn rất là thưởng thức, thích thú và cảm ơn mình nhiều lắm. Tại vì mình đã bỏ cái công của mình ra mình làm, và mình làm với một cái tình thương của mình thì ai cũng thấy vui hết á. Và được cái mình làm nhà ăn thì nó không có bị ngọt khó ăn đâu, nó rất là dễ ăn, nó ngon lắm. Rồi mình lại đặt thêm một tầng nữa lên ha. Và đây là tầng cuối cùng. Và này giống như là mình chơi vậy đó, mình chơi đồ chơi đó. Thấy giống bán đồ hàng lúc nhỏ không quý vị? Mình thích lắm, là tại vì nó làm cho mình hồi tưởng lại lúc mình còn bé, mình chơi bán đồ hàng, mình cũng thích làm bánh, làm trái, nấu nướng như vậy, là mình chỉ là làm giả thôi, tại con nít mà. Đó, mình làm như vậy đó. Xong rồi là mình xếp luôn cái đắp cái này lên. Làm mình được một cái ổ bánh cao như vậy nè quý vị. Wow. Ha, thiệt là hoàn hảo. Vừa hết luôn. Quý vị thấy không? Yeah. Sao vừa. Hết vừa. Mà đợt này là mình làm nhân mocha. Thỉnh thoảng mình cũng có làm nhân lá dứa với lại dừa non á, giấu ở ngoài tiệm bán cũng ngon lắm quý vị. Xong rồi ha, sau khi mà mình làm cái này xong rồi đó thì mình phải mang vô trong tủ lạnh mình để. Thứ nhất là để cho cái kem nó đặc lại, nó không có bị chảy ra. Thứ hai á, là bánh khi mình nướng xong mình lấy ra khỏi khuôn á, nó bị những cái vụn nè, cái crumb á. Mấy cái vụn này á, thì khi mà mình trang trí lên nó sẽ làm cho cái kem của mình nó bị lỗ nhổ, không có đẹp. Cho nên mình để nguyên như vậy, mình để vô tủ lạnh cho cái kem nó cũng đặc lại mà cái bánh nó cũng khô lại, thì nó sẽ bớt bị rớt ra và nó bị vụn ở trên cái kem của mình. Còn mà chuyên nghiệp người ta làm thì người ta còn phải gọt hết những cái vòng này nữa. Nhưng mà thôi, mình làm ở nhà ăn, mình làm như vậy được rồi ha. Bây giờ Tina mang nó vô trong tủ lạnh, Tina để cho nó lạnh nha. Rồi bây giờ Tina muốn chia sẻ đến với quý vị cái món kem này, gọi là Italian buttercream, có nghĩa là kem bơ của Ý, để mình trang trí trên cái bánh. Thì cái kem này á, mình thích nó lắm là tại vì thứ nhất nó không có ngọt, và thứ hai mình có thể để cái bánh ở ngoài và mình chưng trong suốt buổi tiệc, từ 6 đến 8 tiếng nó vẫn không có bị chảy ra. Cho nên Tina rất là tâm đắc với lại cái kem của Ý này, nên bây giờ Tina sẽ làm cái kem này để Tina trang trí cái bánh của ngày hôm nay luôn nha. Thì cái công thức này Tina sẽ xài là 7 quả trứng size large, tức là size lớn á, 7 quả trứng, và cũng phải là để nhiệt độ phòng luôn nha quý vị. Room temperature, nhiệt độ phòng thì cái dòng trắng nó mới nổi lên được. Và với công thức này thì Tina phải xài 5 cái thỏi bơ này, 5 thỏi bơ này cũng phải để nhiệt độ phòng luôn nha. Nhiệt độ phòng cho nó vừa mềm thôi chứ không có chảy tan ra. Nếu nó chảy ra quá nó làm cái kem bị chảy, mà cứng quá cũng không được. Cái này quý vị chỉ cần để ở ngoài chừng 2 tiếng, 3 tiếng cũng được, không có sao hết. Rồi thì bây giờ á, mà trước hết là mình cũng vẫn phải tắt lòng trắng và lòng đỏ ra riêng nha. Là cái lòng trắng này á, trước khi mình làm á thì mình phải rửa cái thau này thật là kỹ, rửa kỹ lắm để cho nó không còn cái chất béo, chất màng béo gì ở trong đây hết. Tại vì nếu nó có cái chất béo thì nó sẽ làm cho cái lòng trắng không nổi lên được. Và khi mà mình tắt lòng trứng, mình phải tắt rất là khéo, mình không thể nào để cho cái lòng đỏ nó dính một chút xíu vào cái lòng trắng cũng không nổi nha. Cũng giống như lần nãy mình làm bánh như vậy đó. Ra tách cho quý vị coi ha, lòng trắng á thì mình bỏ vào trong cái thau để mình đánh
Còn lòng đỏ thì mình để ra cái tô này. Thì nói chung lòng đỏ này còn dư thì mình cũng chỉ để đó để mình nấu nướng cái món gì khác mình ăn thôi. Tại vì cái kem này mình chỉ xài là lòng trắng thôi, mình không có xài lòng đỏ. Hai rồi ha. Xem thôi, nhưng mà công thức này là cần 7 cái nha quý vị. Rồi sau khi mình tách 7 cái trứng ra, mình lấy 7 cái lòng trắng trứng và mình cũng cho nửa muỗng cà phê cái bột mà cream of tartar này vô trong đây để cho nó giữ vững cái lòng trắng nó được bông. Còn nếu quý vị không có cái cream of tartar này thì cho nửa muỗng cà phê nước chanh, nước cốt chanh đó. Đó. Nửa muỗng cà phê ha. Cream of tartar. Rồi, sau khi mà mình cho cái cream of tartar này vô thì mình sẽ mang cái thau này qua bên cái máy để cho nó đánh. Mang cái thau lòng trắng trứng có trộn chút xíu cái bột cream of tartar vô đây rồi thì mình sẽ để gắn vào máy và mình dùng cái đầu này nha, cái đầu tròn này để đánh cho cái trứng nó bông lên ha. Và mình cũng đánh với cái tốc độ vừa vừa thôi, chứ đừng có đánh cái tốc độ quá nhanh lên. Để mình đánh cái tốc độ là số 4 nha. Rồi xong, mình cứ để đây cho cái máy tự đánh và mình đi làm một cái công chuyện khác. Mình sẽ lấy cái đường bình thường, mình dùng đường bình thường thôi, không có phải là đường bột nha. Đường này là đường bình thường, mình hay xài để uống cà phê. Hai cốc đường gạt ngang và một cốc nước lọc bình thường thôi, nước nguội nha. Mình cho cái cốc nước này vô trong hai cốc đường và bạn qua bên bếp mình nấu. Trộn đường với nước vô, bỏ trong cái nồi con như vậy, mình để trên lửa thì mình vẫn cứ để lửa lớn nha, cho nó mau tan. Mình để lửa lớn cho mau tan và mình đứng mình canh. Khi nào mà cái bắt đầu nó sôi lên thì mình sẽ hạ bớt nhiệt độ xuống để cho nó đừng có bị sôi lên quá. Nó sôi nó tan hết đường và nó sôi kỹ lên như vậy là mình bảo đảm là nó sẽ chín được cái trứng ha. Thì mình tắt cái lò đi rồi và mình chế vô. Nếu nhà không có cái cốc này á thì mình xài bằng bất cứ một cái gì mà nó có thể dễ sử dụng cho quý vị á thì quý vị xài. Rồi thì bên đây thì cái máy nó vẫn đang đánh trứng ha, mà nó cũng đang bông bông lên nè. Máy nó đang đánh trứng cũng đang bông lên. Thì mình lấy cái dung dịch nước và đường mình mới nấu cho nó sôi thật kỹ lên được 240 độ đó, thì mình sẽ đổ vào cái cốc này và mình từ từ chế cái nước đường này vô trong cái lòng trắng trứng. Nhưng mà mình chế thật là cẩn thận và rất là từ từ nha, không có được chế ào một lúc. Nếu mình chế ào một lúc đó, thì nó làm cho cái lòng trắng chín đi là nó không có nổi lên đường. Thì mình sẽ cho từ từ nè quý vị. Mình cứ chế thong thả, mình cứ cho nó đi xuống giọt 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 nhỏ như vậy nè, thì nó sẽ không có làm hư cái trứng, nhưng mà đồng thời nó lại làm chín cái trứng để cho nó không có bị những cái con vi khuẩn mình ăn vào mình sẽ đau bụng. Cho nên cái này là cái khó của cái kem này, chỉ có vậy thôi. Chỉ có cái khúc này là nó có vẻ hơi khó, mình cẩn thận chút xíu thôi là được rồi. Mình cứ được chế đều tay mà nhẹ nhẹ như vậy nè. Và cái quan trọng là cái máy nó vẫn phải quay đều nha quý vị. Nếu cái máy mà không quay đều á thì cái lượng đường này vô nó sẽ làm cho chín hết trứng đó nha. Cái máy nó quay đều nó làm cho cái nước đường này á nó không có bị tụ lại một chỗ và nó không có bị nóng quá để chín trứng.
Cái kem này làm nó hơi khó một tí, nhưng mà khi mà ăn vô rồi là quý vị sẽ rất là thích nó, tại vì nó mịn màng, nó không ngọt, và nó mình để được rất là lâu, nó không có bị chảy trên cái bánh. Đó, mình cứ vừa đánh mình vừa chế, mình cứ chế thông thả. Đó, chế từ từ vô như vậy nè. Kiên nhẫn chút xíu nha quý vị. Nhưng mà mình sẽ được một cái kem rất là đặc biệt và rất là ngon. Quý vị thấy không? Tina vẫn chế từ từ và cái trứng nó vẫn phồng rất là đều, quý vị thấy không? Nhưng mà như hồi nãy từ đầu Tina nói rồi là cái lòng trắng trứng này mình phải đánh cho nó hơi phồng lên, nó có độ phồng, nó đang lên phồng lên từ từ á, thì rồi bên đây cái nước đường nó cũng sôi sực lên rồi mình mới đổ vào đây, vô cái khắp này và mình chế vô đây từ ha. Rồi xong, mình đã đổ hết cái nước đường và nước nó sôi vô đây rồi, thì giờ cái máy nó vẫn đánh đều tay, và cái tô bây giờ nó rất là nóng nha quý vị, nó nóng dữ lắm, cho nên mình phải cho máy đánh khoảng chừng 15 đến 20 phút đó. Mình đánh cho đến khi nào mà cái kem nó phồng thật là đẹp, cái trứng nó nổi dậy lên rất là đẹp, và cái trứng này đồng thời nó cũng được nguội hẳn luôn á, nó nguội, thì mình mới bắt đầu mình mới cho bơ vào. Tại vì nếu mà nó đang còn nóng như vậy mà mình cho bơ vào á thì nó sẽ bị tan chảy hết thành nước, giống như là mình đang nấu một tô súp vậy đó, chứ nó không có đặc lại được. Cho nên mình cứ việc yên tâm, nếu mình có công việc khác đi làm thì mình cứ đi làm, và mình cứ để cái máy cho nó đánh đều như vậy. Và mình cũng để, mình vẫn là để số 4 nha quý vị, mình không có muốn đánh với cái đánh trứng với cái tốc độ lớn quá thì cái kem nó ra cũng không được mịn, nó sẽ bị hơi lợn rợn á. Bây giờ thì mình giờ cái tô này nó đã nguội lắm rồi, nó không còn nóng nữa, thì bắt đầu mình cho bơ vô từ từ nha. Bơ mình đã để tan nhiệt độ phòng rồi nè, để được 2 tiếng rồi. Là khi mình cho bơ vào mình cho từ từ nha, không có cho một lúc nha, mình sẽ cho từng miếng bột vào. Đó, mình thấy bắt đầu một miếng bắt đầu tan từ từ rồi mình mới cho chế thêm một miếng nữa. Nên mình tổng cộng thời gian mình làm cái kem này thì nó cũng phải mất khoảng 15 phút đó. Nó lâu một chút là tại vì mình đợi cho cái hỗn hợp nước và đường nó phải nguội hẳn đi, cái trứng nó phải nguội hẳn đi cho bơ nó mất thời gian của nước. Béo nó mới ngon, ăn rất là bạc.